Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn bài số 2 trong tuyển tập vẽ bướm bằng gel. Anna sẽ sử dụng gel vẽ Aenet màu cam, màu đen và màu trắng. Chúng ta sẽ lấy một cây cọ tô và một cái móng sơn nền màu trắng. Chúng ta sẽ lấy màu cam ra. Anna sẽ đánh dấu nó như thế này. Đây chính là tượng trưng cho bốn cái cánh của con bướm. Bây giờ chúng ta sẽ lấy top shell cho vào cọ tô như thế này, rồi chúng ta tán màu ra. Chúng ta sẽ bắt đầu viền từ một cánh ngoài viền vào. Anna sẽ sử dụng màu xanh lá cây non. Vẽ phần chóp trên của cánh bướm. Chóp nhỏ như thế này. Và phần chóp cuối của cánh bướm dưới như thế này. Thao tác tương tự ở bên đối diện. Chúng ta sẽ sử dụng top gel để tán màu ra.
cuối cùng là chúng ta sẽ phủ bóng lì lên toàn bộ mặt móng. Vậy là Na vừa chia sẻ xong với các bạn bài số 2 trong tuyển tập vẽ bướm bằng gel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Na. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Na và nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Na. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.